Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi Bộ Công Thương, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới. Công điện nêu rõ, việc cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian qua có lúc có nơi còn bất cập khó khăn, trong đó xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối mùa khô năm 2023 và thiếu hụt xăng dầu tại một số địa bàn vào cuối năm 2022. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân. Trong đó, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tuyệt đối không để thiếu điện. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất kinh doanh trong nước để điều hành giá, sử dụng quỹ bình ổn giá phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định.